Minh HE nhân HC bằng HB nhân HD. Khi các bạn gặp cái tích này bằng cái tích này thì bạn nghĩ ngay đầu tiên đó là hai tam giác đồng đồng dạng. Thì các bạn lấy cạnh này ráp với một cạnh bên đây, vậy là HEB. HEB thấy chưa ạ? Tiếp tục HCD. Đó, HCD. Rồi, được. Vậy là HEB và HDC. Thì ta xét hai tam giác đó, xét hai cái tam giác HEB và tam giác HDC. Các bạn nhìn kỹ đi ạ, à. HEB góc này nè, với lại HDC góc này với góc này đổi định. Được chưa? Tiếp tục góc này với góc này bằng nhau bằng 90, 90 độ nha mọi người. Vậy ta có nè, ta có EHB là hay là BHE cũng được, các bạn viết theo thứ tự bảng chữ cái nha cho nó chuẩn đi ạ. À. Rồi CD CHD CHD lý do hai góc đối đối định, đối định. Và tiếp tục B E H với lại H C D H bằng 90 độ. B E H bằng C D H bằng 90 độ, giả giả thuyết. Từ đó suy ra H E thiếu chi gì à? Tam giác H E B đồng dạng với tam giác H D thiếu chi gì à? C tam giác H D C trường hợp góc góc. Sau đó các bạn đánh số 1 2 3 1 2 3 để chi à? Để mình nói cho nó lẹ. 1 2 trên 1 2 HE trên HD, 1 3 trên 1 3 HB trên HC, 2 3 trên 2 3 là EB chỉ cho DC. Đây gọi là tỷ số đồng đồng dạng. Sau đó nhìn vào dữ liệu đề bài, hãy khoanh những cái cạnh có trong cái đề, được chưa? Đây, đây. Rồi các bạn viết lại hai cái tỷ số đó, HE chia cho HD bằng HB chia cho HC. Sau đó mình nhân nhân chéo, vậy suy ra HE nhân HC bằng HB nhân HD đều phải phải chứng chứng minh. Ok mọi người. Ok mọi người ơi rảnh tay hãy like, share, chia sẻ, tag bạn bè vào đây giúp Lợi đi ạ. À. Mọi người yêu quý Lợi thì các bạn có thể tham gia những cái nhóm để các bạn có thể biết.